phấn đâu rồi, làm YouTube cho anh Mạnh được 102 triệu giỏi quá. Nói chung cũng được mọi người ạ. Nhưng đúng là cái vấn đề làm YouTube của Mạnh đấy thì là mỗi tháng này là lên được 102 triệu thôi. Còn những tháng trước thì Mạnh hỏi lại em Phạm Tuấn, mà em Phạm Tuấn nói thật là những tháng trước chỉ được 45 với lại 50 triệu thôi mọi người ạ. Thì 10 tháng trời 45 50 triệu thì là đúng là cũng đủ tiền để em Tuấn đóng học suốt 1 năm 10 tháng trời. Em Tuấn học ở lớp 12. Em Tuấn là sinh năm 2K1, hiện giờ đang học lớp 12 ở trường Lý Thái Tổ mọi người hiểu không? Thì là cái tiền em Tuấn đi học, em Tuấn vừa đi học, em Tuấn vừa làm YouTube cho Bảnh. Cái vấn đề tiền ở YouTube cho Bảnh không quan trọng, cho nên là em Tuấn em tiêu em cũng không suy nghĩ, mọi người hiểu không? Đấy, em đi đóng học hết mà. Tổng 10 tháng em mới nhận được có gần 500 và gần 500 mọi người ạ. Mà em đi đóng học hết. Phải em đi đóng học hết, bảo sao mà em cứ đi học xong là em lại ra nhà hàng em ăn mấy đứa rồi xong em về khách sạn em ngủ. Em thuê hẳn một phòng ở khách sạn to, không hiểu thằng Phạm Tuấn ấy làm gì, ủ mưu gì trên khách sạn. Vào trên khách sạn thì khiếp người luôn mà không hiểu thằng Phạm Tuấn ấy làm sao. Nhưng nói chung anh em Bảnh không quan trọng đâu. Bảnh chỉ sợ cái số tiền kiểu hàng tháng nó lớn quá mà để em Phạm Tuấn của Bảnh cứ tiêu như thế thì sợ hư người em Phạm Tuấn của Bảnh thôi. Chứ còn Phạm Tuấn thông minh lắm. Phạm Tuấn mà đóng học thế thì là thanh niên đóng học nhiều nhất Việt Nam, chuẩn luôn. Quá chuẩn luôn, hỏi em tiêu gì đến tiền vẫn cứ bảo em chỉ đóng học thôi. Vẫn bảo em đọc đóng học. Không kể đọc khai thế làm nào được. Bảnh chuẩn bị sang bên Hà Nội đi chơi lô N1 này, mới lại qua bệnh viện thăm em của Bảnh là Nguyễn Tùng Dương đang bị bệnh viêm đường tiết liệu. Về cái vấn đề ngủ nhiều cô trong thời gian nhất định ngắn nhất. Không biết em của Bảnh khỏi chưa? Anh chào Hoàn Lợn nhá, em đang gì Hoàn Lợn đây? Ông ạ? À? Ông ạ? À? Thế hôm nay cái vụ chiều nay thế nào không? Quang ạ? Công an tìm ạ? À? Thế gì nhở? Thế đấy mẹ thằng Quang lại gọi đến cho tôi bảo là nó bị bắt ma túy, công an ma túy vừa đưa giấy về nhà, nó bị bắt ma túy từ hôm qua, ngáo rồi nhở? Thế chiều nay ông nó vẫn nói chuyện với nó rồi. Thế đây công an lại báo là bắt ma túy nó. Thế là ông rõ rồi. Rồi ok nhá. Ông làm gì đây? Chào Tuấn Anh Nguyễn nha, chào tất cả mọi người cho Bảnh một chia sẻ đi, cho nó rực rỡ lên, cho rộng rãi lên. Hôm nay chủ nhật nhỉ, mọi nhà mình đi chơi đâu nhỉ? Đêm mai là đêm Noel à? Đêm mai Noel đến đúng đêm thứ hai à? Mọi người chơi ở nhà thờ nào nhỉ? Bảnh ở Bắc Linh. Tối mai có lên Bắc Linh nhỉ, để hẹn anh em ở nhà thờ Bắc Linh vẫn nhỉ? Từ bé đến giờ chưa biết chơi Noel rồi. Em chào anh chào lại em đi. Nguyễn Tùng Dương đâu rồi em ơi? Chia sẻ nhiều rồi, chào em cái, anh chào Trung Lê nha, chào tất cả mọi người đang xem anh Bảnh live stream nha. Anh chào Hà Lê nha, lấy chồng một con cho em.
triệu, bố mày nhặt lại bố mày chịu được. Em xử lý ông Kiên anh ạ. Hả? Anh không chào em gì cả, em xem anh từ lúc nổi tiếng và anh xem chia sẻ. Anh chào quân con nhá. À đây, tất cả anh em chia sẻ cho anh Mạnh thế nào. Anh Mạnh ơi, em chia sẻ các rồi, xem anh mãi mà chạy được. Anh chào. Anh chào anh con, anh chào tất cả mọi người. Anh chào anh livestream, anh làm sao anh chào được từng người một được. Hôm nay anh Mạnh đi xuống Yên Phong chơi một trận chơi ở Yên Phong với anh em ở Yên Phong hôm nay, nhưng mà chờ hôm nay hình như chuẩn bị mưa nơi hay sao ấy, cho nên là hôm nay là hoãn mọi người ạ. Mọi người chia sẻ livestream cho anh đi mọi người ơi. Chào em cả anh ấy, anh chào Chu Minh Tú nhá. Nguyễn Tùng Dương em đang đâu rồi em? Em ra viện rồi à? Bảnh đang lo cho ông em của Bảnh tên là Nguyễn Tùng Dương, nhà ở Sơn Tây mọi người ạ. Em của Bảnh là vừa rồi là đi vào Sài Gòn cùng Bảnh chơi, và trong đấy là chơi 6 hôm ở trong Sài Gòn. Thì là em Nguyễn Tùng Dương em cứ thích các bạn gái ở miền Tây ấy, các bạn gái Sài Gòn bảo là anh ơi các bạn gái ở đây ngọt lắm, thế này thế lọ, thế là cứ yêu nhiều các cô ở trong đấy. Thế là trong vòng 6 hôm quần quại thì là đến lúc anh chào Lê Hà My nha. Đến lúc về nhà thì bây giờ anh mà em của Bảnh đang nằm ở bên bệnh viện sản đang bị chữa cái ấy mọi người ạ. Hà My em đang làm gì Hà My ơi? Anh chào em một lần được không anh Bảnh? Anh chào anh Tử. Nghe người ta hỏi hoãn lại chán. Nó như đúng rồi, hoãn lại vì hôm nay nó mưa mà, một tí nữa kiểu gì nó cũng mưa. Ô em chào chị. Chị lên đây bao giờ đây? Một tí nữa kiểu gì nó cũng mưa. Vì sao? Vì hôm nay nếu mà hôm nay mà không mưa thì ở khu công nghiệp Samsung Yên Phong mình có nhiều người về diễn lắm mọi người ạ. Nếu em là anh thì em sẽ bỏ tiền ra chơi. Ngọc Trinh là cái Ngọc Trinh hơn anh bao nhiêu tuổi? Ngọc Trinh em 89 mà. Hơn anh 4 tuổi. Anh ạ. Sao tự nhiên lại bảo là liễu em lại Ngọc Trinh. Lú luôn nhá Ngọc. Anh chào. Cho em xem tay phải anh mới. Đây tay phải anh đây. Tay trái anh đây. Anh chào cũng tự họ Trần nhá em ơi. Dương đâu em ơi? Mọi người chia sẻ livestream này cho anh Bảnh mới. Em ghi mà chưa em? Bấm lên màn hình em không ghi mà. Bấm mấy cái màn hình này. Em chào chị Ngọc Tuyền nhá. Chị đang làm gì chị ơi? Hoàng Mai anh chào em nhá. Thấy thông báo anh livestream lên không? Thông để xem anh luôn. Tun Tùng Sinh Nê em thấy thông báo của anh livestream á. Anh livestream làm gì có thông báo đâu. Anh livestream làm gì mọi người đang theo dõi anh làm gì nhận được thông báo đâu. Hiện tại cái thông báo đang bị hỏng mà. Đây là mọi người toàn là quét ở trang chủ mới lại xem vào dòng thời gian mới xem được mà. Em chào anh Quang Tuyền nhá. Anh khỏe không anh ơi? Anh về nhà anh cắt tóc chưa anh? Em đang xem anh livestream nè. Em ăn cơm chưa em? Em mới ở Gia Lai chứ hay em vào Sài Gòn rồi hả em? Em chào anh Đỉnh Chố nhá. Em mong mãi mới được gặp anh mà lại hoãn. Hoãn em anh cũng không biết em ạ. Đấy là do thời tiết hay không thì hôm nay anh có mặt ở Yên Phong mọi người nhá. Gọi bằng số này cho anh ơi. 0358 200 478. Điện thoại đâu chạy? Điện thoại đâu? Mấy cái nào? Anh chào Ngô Văn Trương nha. Chào tất cả mọi người đang xem anh Bảnh livestream nha. Không. Ôi